Chỉ mới 2 tập đầu, bộ phim đã khiến cho các mọt phim hoang mang, chao đảo vì độ hắc não về cái chết của ông trùm Cao Thiên. Sao ông trùm như có phép hồi sinh vậy? Chỉ là hồi tưởng thôi. Tập 1 là hiện tại và tập 2 chính là 3 năm trước, khởi đầu dẫn đến cái chết của ông trùm. Mở đầu phim là lúc ông trùm bị ám sát lần 1 ở hiện tại, tận dụng thời cơ bị ám sát hụt để mượn tay chị Đại Hải Đường bình loạn những đối thủ của mình. Tôi sẽ là người nắm quyền. Điều đó đã dấy lên sự căm ghét của tổ chức dành cho chị Đại. Tuy nhiên, chị Đại vẫn xử lý gọn gàng, sạch sẽ con chuột trong tổ chức theo như lời căn dặn của ông trùm. Một trong những ưu điểm của em mà anh thích nhất đó là em rất thông minh. Và những người thông minh thì rất ghét bị người khác sắp đặt. Sao? Cao Thiên lại giả chết nữa à? Đam mê diễn vai chết, nhưng lần này thì ông trùm đi thật rồi. Chị Đại có phải là hung thủ giết chết ông trùm Cao Thiên? Làm sao từ một tử tù lại trở thành người tình và là người nắm quyền của một tổ chức khét tiếng? Bí mật sẽ được bật mí để hấp dẫn ở các tập tiếp theo.